đây là trường tiểu học Nguyễn Văn Kiểu, là cái ngôi trường bỏ hoang á. Trường rất là rộng luôn, rất là bự. Ôi, không biết ló nào lên luôn. Có cái phòng bảo vệ anh. Ồ, quá khách bình. Ủa rồi lên lên ló nào trời. Ủa không có đường lên luôn á. Phòng bảo vệ. Chắc là đi lên cái đống này lên quá. Đây. Đây là cái ló để lên trên lầu. Wow, trường rộng quá. Trường này bỏ hoang cũng lâu rồi. Có mấy người giống như người ta vô đây, người ta sinh sống hay gì á, đập đá hay gì á. Rồi có dao cạo râu quỳ búa xua. Trường này nó bị nghiêng với nó sụp lún khá là nhiều. Từng phòng học đã bị bỏ hoang, không có gì hết đó, từng cái phòng học luôn. Lâu lâu á thì cũng có người vô trong đây nhưng mà ít lắm. Trường khá là rộng. Phòng nào cũng như phòng đó. Hầu như cái trường này giờ chỉ còn cái lô cốt thôi, tức là còn xi măng thôi, chứ cửa các thứ này kia đã được tháo ra hết rồi. Miễn quá trời luôn, đi phải cẩn thận. Để đi xuống hết dưới đây coi có cái lối đi lên trên lầu. Ồ, ai hút thuốc mà xả quá trời tàn thuốc luôn. Đây là cái gì đây? Ồ, cái phòng, cái nhà vệ sinh, cái cửa gì đâu mà thấp chẩm à. Cái cửa khoảng đầu chừng có 1m6 à. Nhà vệ sinh nè. Bồn cầu 1, 2, 3, 4. Trong này cũng vậy. Ở phía đằng đây là cái rặng tre, rồi lá cỏ hoa các thứ. Ồ, có con mèo hoang, có con mèo hoang trong đây nữa. Nó mới vừa chạy đã mất tiêu rồi.
ở đây cũng là nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nam nữ. Ở phía bên trong đó có ghi WC 1, 2, 3, 4 các kiểu hết rồi. Có người vẫn vô ra trong đây để ăn uống các thứ. Wow, coi nền nè, nền bị sụp lúng. Nhà ăn, ở đây là căng tin nhà ăn. Wow, coi sân rộng không? Sân rộng ghê luôn. Coi cái nền nè, cái nền nó bị bong lên luôn á, ghê không? Đó, cái nền nó bị bong lên luôn, ghê thiệt. Đây là đống rác của người ta tập kết vô đây, cái gì chai xì tin hút thuốc quá trời. Phía bên trong phòng học thì cái nền nó bị bong lên luôn rồi, nền bị bong lên quá trời luôn. Đây là cái bục giảng nè, cửa sổ vẫn còn, mấy cái bảng rồi bàn ghế của thầy cô này kia đem đi hết rồi đó. Đứng ở đây thì mình có thể nhìn toàn cảnh được cái trường này, nhưng mà để lên trên lầu đi, hội trường lầu 2, lên trên đó xem. Shit. Vậy cái gì đâu, giống như tụi nó đập đá hay gì, học việc quá trời, ống nguyệt quá trời. Đứng ở trên đây nhìn xuống, mấy phòng này rộng ghê luôn á, rất tiếc là bị bỏ hoang. Có nào ghi chữ nè, vậy thôi trường bị bỏ hoang. Phòng nào cũng như phòng nào á, chống lốc mà. Nhưng mà có người bẻ bậy, nó bị nứt à, nó nghiêng là ghê quá. Thôi không đi đâu, lỡ có thêm mấy chục ký lô cực nặng lên nó không, nó sập. Đứng từ trên đây nhìn xuống cái sân giống như là một cái rừng nguyên sinh vậy, có nước nó rỉ từ trên, nó rỉ xuống ghê thiệt sự. Vô trong đây á, nó cảm giác như là nó bị mất an toàn, nó có thể bị sập bất kỳ lúc nào, kiểu như vậy á.
có mấy cái cọc thang để đi lên đi xuống. Nhà vệ sinh nữ nam, trong nhà vệ sinh còn bồn rửa. Nhà vệ sinh nam, lớp học có cái cây nó nhú lên luôn. Trần trần nhà tháo hết rồi, vẫn còn những cái sợi dây điện lởm chởm. Có hình Bác Hồ vẫn chưa có ai đem đi hết. Năm điều Bác Hồ dạy. Hồi xưa học tiểu học á, trong lớp nào cũng có dán năm điều Bác Hồ dạy á: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đạt cái tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốt, thực thà dũng cảm. Trường bự dễ sợ luôn, trường bự kinh. Có cái quần của ai phơi ở đây nè. Đây là đứng nhìn ra ở phía bên ngoài. Đó là cái cổng, cái cổng lúc nãy mình vô. Nhìn xuống. Mấy cái cầu thang sắt đó nó bị nghiêng quá. Vậy là hết rồi đó. Để coi coi, đây là những gì còn sót lại trong lớp học. Còn cái tấm bảng nè, trà xanh bon cha, ống hút quá trời luôn. Rồi nùi vé rách, mấy cái hộp. Có một cái giỏ sách của ai nữa nè. Cái giỏ không. Trường tiểu học thì trong trường tiểu học nó có mấy cái tấm bảng về chữ cái, mẫu chữ kiểu một đó, chữ viết hoa rồi chữ viết thường, chữ viết đứng nét đều các kiểu, mẫu kiểu chữ số. Đúng là trong một cái lớp của trường tiểu học nó có khác. Mấy bé mới học đến phần có cái hũ gì vậy? Chào. Ủa vậy, vậy có ai sống trong đây nữa ta? Có chào nè. Hẹn sử dụng 10 tháng 6 năm 2022. Ghê nhờ. Nếu mà có người vô trong đây vậy. Đây là những cái đề cương ôn tập vẫn còn sót lại. Bị đốt nhưng mà đốt chưa có hết, nó chưa có cháy hết á.
cầu mấy có cái cầu thang đi lên trên tầng này. Cái lan can bị tháo mất tiêu rồi, ghê quá. Đứng nhìn xuống nè, ghê không, cái lan can bị tháo mất rồi nên là đi xác xác vô trong lề. Nó nghiêng rồi nè, nó bị nghiêng á. Trên này thì cũng vậy thôi. Mấy cái mảng lót ở trên trần rớt xuống hết rồi. Có một người ở phía bên kia không biết làm cái gì, đang tháo cái tấm cửa ra. Như người ta tháo, người ta bán sắt dụng. Đây là trong lớp, thêm một cái lớp khác nữa. Lớp nào cũng bài trí giống như nhau, có hai cái tấm bảng đó, rồi những cái lời dạy của bác Hồ. Đó, vậy thôi. Hết rồi. Thấy không? Khúc ở dưới, phía dưới, túc dưới kia nó bị nghiêng rất là nhiều luôn. Đứng ở trên đây nhìn xuống, nhìn xuống sân. Khiến quá trời kiến. Đi vô trong đây cho đỡ bị đạp miễn. Mới vừa cởi cái khẩu trang ra thì nghe được mấy cái mùi của những cái vật liệu ngày xưa, như là cái mùi ẩm mốc á. Nghe mấy cái mùi đó ghê. Nước nó rỉ nè, nước nó rỉ trên trần, nó rỉ xuống thành một cái vũng nước. Để đi vô đây coi, ở phía đằng đó nó bị nghi quá à, không dám vô trong đó. Wow, cái này giống như là một cái sân tập thể dục hay sao á, cái hội trường hay gì á, bự lắm luôn á, chà bá lửa luôn, bự kinh hồn. Quá bự. Nơi này được bỏ hoang lâu lắm rồi. Trường tiểu học. Có mấy cái cây nè. Coi sức sống mãnh liệt của mấy cái cây nè. Đó. Mấy cái cây nó nhú lên luôn. Nó mọc lên luôn. Hay không? Ở dưới đất mà mọc cây lên luôn. Có nhiều người họ đột nhập vô đây, họ vẽ bậy. Phía bên kia là dãy nhà của người ta. Ồ, ở đây có thêm nhà vệ sinh trong đây nữa. Nhà vệ sinh bỏ hoang rồi. Bỏ hoang khá lâu. Có cái chai nước ngoài đỡ. Đây là nhà vệ sinh nam của mấy bé cấp 1. Nước đã bị cúp rồi. Còn lại mấy cái bồn rửa vẫn còn thôi. Với lại giấy hướng dẫn rửa tay.
Đây là toàn cảnh khu trường. Đó. Đứng ở trên cái lầu cao nhất là lầu 2. Nhìn xuống rất là rộng. Thêm một cái lớp học nữa. Được vé 7. Hôm nay là 19 tháng 8, ngày thứ Bảy, năm 2023. Coi vẫn còn dán cái gì ở trên tường. Mấy cái chữ toàn cảnh khu trường, trường Văn Kiểu, trường Bảo Hoàng. Trường này á, nó không có ghê bằng trường Thanh Đa nha. Vô trong trường Thanh Đa, mặc dù là hai trường Bảo Hoàng luôn, mà vô trong trường Thanh Đa có cảm giác nó ghê lắm. Còn trường này thì đi thấy bình thường, cũng không có gì, không có gì đặc biệt, rất là bình thường. Những cái lớp học bỏ hoang. Đây là toàn cảnh khu trường. Rất là rộng luôn. Trường rộng ghê luôn. Nhìn ra ngoài. Đó, xe cộ vẫn chạy. Người ta bên ngoài thì vẫn bình thường. Chỉ có ngồi trường này là bất thường thôi. Trường bỏ hoang mà. Xong rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi xuống, bởi vì cũng đã đi hết cái khu trường này rồi. Thấy bỏ hoang á, chui vô thử cho biết xem như thế nào. Cũng như là có thêm một cái tư liệu cho ai đã từng học trong cái khu trường này ngày xưa thì có thể coi được. Dạ. Yên tâm đâu, biết mà, bởi vì em đâu có quen anh đâu. Bởi vì nãy em thấy anh đứng đây em né ra mà. Đâu có.